Đây là đâu? Slenderman, cậu cậu sao vậy? Cái này đi. Sao sao mình lại giết Slenderman rồi? Cậu cậu đã giết Slenderman sao? Thật không thể tin được. Được rồi, Jeff the Killer, anh đã bị bắt vì tội giết Slenderman. Không, không, không phải tôi. Hình như có ai đó ở đằng kia kìa. Để coi. Ngài Django đến từ thế giới Ripperta đã chịu ra khỏi cổng rồi. Ngài đến đây cái gì vậy? Hãy gọi thêm thằng Bloody Panther và thằng Slenderman lại đây, tao nói chuyện. Chết cha rồi, hôm nay có chuyện gì ổng ra chưa hỏi đến cổng để gọi ra. Được rồi, nhà đầu tiên. Này vậy coi. Django gọi kìa, boss gọi kìa, nhanh lên. Ai gọi đây? Nào, ai đây? Mặt không biết tao là ai à? Ôi, Jeff Skiller, có chuyện gì vậy? Từ từ qua nhà Slenderman đã có người gọi, Phải, người nào gọi, ai gọi được trùm, chứ? Trùm cuối gọi á. Trùm cuối, Django ơi, Django. Ui, hôm nay chơi chơi gì nè, chơi gì? Chơi trời ơi, chơi thuốc lắc à? Thuốc lắc. Chơi gì nữa? Ôi, ơi, cái gì vậy? Ôi, nó mặc qua người ta rồi, á, trong mặt quá. Gì vậy? Em tưởng Slenderman không chơi gì bạo lực mà sao bây giờ chơi thuốc cái thứ này. Có đâu, bình thường mà. Bác dím thuốc này nè. Ôi không. Nghe nói nha, 2 tụi bay bây giờ là có cái thằng boss đến đây để kêu tụi mày đến kìa. Đâu rồi? Đây vậy. Đâu boss đâu. Đó là boss Django đứng đầu Ripperta đó. Ok nha. Gì boss này bộ ba mồm mà mày. Ba con mắt luôn kìa. Tim không, đây là cái kiểu da của nó đúng không? Da rồng đúng không? Cái dữ nhật nó bị thủng, kìa thấy tim đập tự nó nghe không? Ghê quá, ghê chưa? Ông boss này cái gì cũng có ba hả? Thế cái bộ phận dưới sao? Thế mấy người dài thế ở dưới mấy người dài. Để hỏi coi ông này nói gì nha. Rồi, ngay cái chúng tôi đây có chuyện gì vậy? Coi. Ta đến đây để cảnh báo một tin khẩn cấp đây. Có một tù nhân từ thế giới Ricky Pasta đã vượt ngục và nó đã chui ra khỏi cánh cổng rồi. Ôi không, có cô nhân ngoài. Ôi trời. Cái chừng nó giết cho tôi hay thằng nào vậy? Coi. Thôi tao về đây, tao cũng vô đó. Thôi về. Để hỏi đó, mặt nó thế nào vậy ông Django? Hắn có năng lực cải trang và thao túng ý chí của người khác, cho nên các người hãy cẩn thận, hãy tìm một cách để bắt được hắn ta, nếu không thì hậu quả sẽ không lường. Chết rồi mày ơi. Ôi, ê, thao túng người khác như là mình béo ấy, thao túng là thông. Ôi ghê. Bây giờ thảo thuật ngón tay à. Có lẽ là thuật ngón tay. Có lẽ là tụi mình lẽ là tụi mình nên đi vòng vòng của ngôi làng để tìm xem ai đã nhập vào tụi nó và nó thao túng ai nha. Ok. Xem ai đã nhập vào gì. Nào đây. Slenderman này chưa tiến hóa có xúc tua là lấy gì đánh nhau đây? Ê, có khi nào là một trong tụi mình không? Có khi nào một trong tụi mình không vậy? Thằng này phải không? Tao liên quan gì tao mới ngồi hút thuốc. Sao gì ấy? Ui, cái mũi. Cái gì ấy? Để lại. Búp bê tia nè. Ê, để coi, để tao vô coi nhà coi nha, có anh nha. Sao? Các cậu muốn xem nhà của tớ à? Được thôi, vô nhà coi. Sao rồi. Cái này thằng này nhảy dây, lúc nào cũng dây nhảy nhà dây. Nhà này thằng dây không mày ơi, có khi nào nó làm công cụ để giết mình không mày? Ghê quá à. Ồ, mang nhện này. Rồi xong mẹ đó luôn. Ôi, lúc này có con nhện mày ơi. Câu nhận. Ghê vậy. Ồ, vặt đâu. Đâu. Lúc này ta thề có con nhện đây. Xìu, nó xạo, đừng nghe nó. Thằng này chuyên gia xạo. Đâu rồi, thằng lớp đi đâu. Đây này. Lúc này nó hiện ra trước mặt tao cơ. Hai thằng đệ của thằng Slenderman phải không? Nó chơi không, thuốc hai đó sáng giờ ở đây hả? Chơi thuốc cùng tao mà, có đâu. Rồi. Mình dắt cá mình các cậu đến đây để làm gì thế? Bọn tớ đang dọn dẹp nhà cho Slenderman. Dọn dẹp sáng giờ hả? Thấy không? Phải. Để đâu đồng bọn sao lấp đi. Ô! Ừ rồi, từ this game ta lấy quần áo của Slenderman đi. Ê, nó nói cái trang mà mày kìa Slenderman. Ha, ta là Slenderman. Mày hay à? Cái trang kìa. Mày hay à? Hay à? Mày thích cái trang. Trời đá. Thôi, cái mặt này như vậy sao á, mặc áo vô kìa. Ghê vậy. Ui, Laughing Jack à. Thằng cắt khi lần này. Ôi. Ghê lắm. Nó cầm dao lên xiên mình kìa. Phải thằng này không? Phải thằng này không? Thằng này hay cười đúng không? Thằng này bị điên rồi. Thằng điên này. Ôi, tao đập nhà nó. Kiểm tra nhà tớ à. Con gái hả? Thằng này suốt ngày cười mà, chắc không có gì đâu, chắc nó cầm dao chơi thôi, không có gì đâu ha. Ôi, nhìn thấy ghê. Thôi đi ra đi. Tính ra ở làng này ai cũng thấy ghê.
Rồi, có mày ghê thằng. À, cao cao này, nhìn mặt cũng ghê nè. Alexek nè. Alexek kìa. Ôi, đập đá ở nhà hay sao vậy? Ôi, cái gì vậy? Bụi phấn nhiều quá trời ơi. Hai thằng này, thằng bị đuôi này. Ờ, có hai lỗ, ba bốn lỗ luôn. Ủa, thằng làm gì vậy? Ê, cậu, đây cậu chuyện trang nhà nha. What the fuck, cái chuyện gì nhà tôi đấy? Cái gì vậy? Thằng này cái đừng bị bạ nè, chạy đi. Hay bốn lỗ đó. Nó lên cờ, nó bị nhập phải không? Ờ, cái giờ thằng này bị nhập á. Nó laughing tank gặp rồi. Ok, cái thằng này bị điên rồi. Tôi xem cái gì có, nói gì đấy. Gì? Đi. Ê, con chó của tao nè. Ui, nó có hơn bộ xương hơn con chó nè, thấy không? Nó lại làm vùng đồng ma thuật phải không? Vùng đồng ma thuật phải không? Cái xương nè. À, tự nhiên đặt con xương, xương ai vậy? Rồi. Vùng đồng ma thuật á, phải không? Rồi, xương. Ê, mày có phải là thằng giấy mạng không? Giấy mạo không? Câu câu, tôi mới vừa tha xương về ăn không? Ăn xương cho mày, ăn xương nè. Rồi, đây xương. Là xương. Xương đít của Zep the Killer. Rồi. Khoan. Thôi, bây giờ có cái gì đây? Tao vừa nghĩ. Anh gì đây? Ui, ba nhạc rock rồi. Ôi, để ta nói chuyện hàng sót đi coi. Ê, các cậu có ai trong đây là bị nhập không? Để coi. Ê, đứng này. Xin chào, chúng tớ đang luyện tập cho bài mới vừa sáng tác. Ủa, mày có biết là bài gì không? Đó là bài giết hết cả làng. Ê, giết mẹ. Nó vừa sáng tác bài giết hết cả làng kìa mày ơi. Bài nhạc thôi mà, có đâu. Bài nhạc gì vậy? Sáng tác bài đánh trống à. Trời ơi, đánh trống thổi kèn này kìa không các bạn. Các cậu có thể rời khỏi như này không? Chúng tôi đang tập. Các chuyện gì hỏi kỹ thế? Vậy mà có khi bốn thằng này đều là cuộc tội nhân đó mày ơi. Nó vô nó cầm cái gì nhặt tới. Ờ nhưng mà nó tưởng nó chỉ thao túng ấy, bây giờ nó giả dạng. Ờ. Ghê hả? Nó nhập vô luôn mà. À nó kêu cướp linh hồn lắm mày. Ừ. Ủa một đứa hay bốn đứa nhập hết bốn đứa luôn hả? Có khi là tụi mình nữa đó, để từ thành. Có cái nào bạn đi. Ui, bạn đi đặt bẫy mày kìa, bạn đi phải không? Ờ. Ui bạn đi đặt bẫy hết. Lên vô đi nhà. Đây rồi. À ok vô nhà. Okay. Bài đặt bẫy ra. Bà đâu rồi? Nhà bà xương không à? Không. Ui nhà xương à? Bà này có sở thích giống chó rồi các bạn. Nhà toàn gấp xương á. Thôi bà coi bà có phải là người đã bị nhầm không vậy? Kéo à. Ờ xem nào. Bà còn nói gì đâu. Ui ui tôi kia có máu hiện ra này. Ờ cái gì đấy? Ờ mày nhìn thấy không? Mày nhìn thấy. Đấy. Thấy. Đấy. Ghê ra thôi. Tao trốn này. Có khi nào là máu của mày bẫy ra không vậy đó đi? Ờ. Chắc tao nghĩ bà quên sử dụng DNA ấy khổ. Ờ, tới tháng bà. Ủa, bà già rồi, sao ấy nữa. Ui, tao bị té rồi. Đấy. Lên rồi. À! Ok vậy. Có khi là... Bây giờ vẫn chết tim là hung thủ nha. Ừ, bây giờ mà ai cũng khả nghi hết trơn á. Thằng nào cũng có khả năng bị nhập hết. Nhớ đâu rồi, thằng mày nhớ đâu là mày sao? Mày đang nãy giờ này cái gì? Đánh nó. Thao túng tao này. Có Annabelle phải không? Gắn trong gai đầy người luôn, bình thường đâu có đâu. Để coi. Dạ, nó... Trời ơi, gai này... Hỏi Annabelle thôi. Đứng ngoài nói chuyện đi. Có chuyện gì à? Ôi, ghê, không có nói cái gì hết, ghê quá. Đúng rồi. Đó là trí thằng gai không à? Gai góc thì nó sử dụng lắm nhỉ. Còn ai đâu? Từ từ, à, còn Sunny mà phải không? Sunny hôm qua kìa. À, đúng rồi, đúng rồi. Đâu, Sunny đó, Sunny. Sunny. Rồi, Sunny đâu? Sao ly ấy. Sao lô. Bướm đâu hết trơn rồi nè. Ôi cái gì? Con này hàng rào giật điện. Ừ. Con này hết bướm rồi, nhớ hôm qua đi còn bướm nhiều phải không? Ờ đúng rồi. Ồ, quá trời bướm bay luôn. Ơi cái gì vậy? Qua có đầu hả? Đi vắng rồi, kìa nó kìa đi vắng rồi. Ôi đi vào rồi. Ui máu không à? Ui ra máu ấy mày. Cái gì vậy? Máu không à? Con này tự sát ở nhà. Ôi mày nhìn có búp bê nó không bị làm sao. Trời đất, ăn thịt người kìa. Ui. Đâu. Ly này, đầu này nè. Trời ơi. Ăn đầu Steve. Steve. Ghê vậy. Giờ đâu? Nói chung vậy đây. Nói chung xương dưới đây đó mày ơi. Ờ, tù nhân nó hay gì á. Ôi, đây là nơi của mày phải xuống. Thôi, tao lên. Đâu rồi? À, đây rồi. Đây bản đồ ấy. À, cái này dẫn tới một nơi mà tao biết đấy mày. Cái nào? Là nơi không biết. Mày đó. Hay nha. Rồi. Giờ đi đâu? Bây giờ cuối cùng mày vẫn chả tìm được gì cả. Có đi vòng chứ. Clockwork nè. Clockwork. Ừ. À, thời gian là vàng bạc, muốn vào thì vào lại đi. Trời ơi. Nhà như này toàn là đồng hồ quá mày ơi. Đồng hồ đông cứng hay đồng hồ hỏng rồi. Ờ phải không? Ủa nhớ chạy được mà sao giờ đông cứng rồi? Thôi quá. Thôi đừng nói gì ra đi.
Đây này ngủ rồi nè. Gì đây? Đánh có khi nào coi, này coi, này kiểm tra nó bị nhập không? Ừ. Nó không được, khi nó bị nhập á, mất tử rồi phải không? Nhìn nè. Đó, bị thao túng rồi phải không? Này cái gì nó tối tối mình ngủ nó xuyên mình á. Phải không? Ôi, thế ghê quá. Đi vòng coi còn cái gì đâu. Ấy da. Bây giờ rốt cuộc là như nào? Tao nhức đầu quá. Ấy da. Tao nhức đầu quá. Nó bị gì vậy? Nó bị thao túng rồi ơi. Không được kiếm được. Tung thả thao túng không thành thiên thần. Đứng lại tao. Tao chạy không được. Mò dài nhưng mà chạy nhanh không được. Nhức đầu quá. Nó bị gì vậy? Nó xiên mày quá. Ôi ôi ôi. Tao sẽ chết rồi. Chết nha. Ui. Ê. Sao mày bỏ tao? Đó. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa. Rồi. Bất cứ chết tao nhé. Rồi. Tao giết được xong rồi. Ủa, đừng mày không được báo cho cái thằng Django biết tao chính là kẻ nhập. Đâu rồi? Mày kia, đứng lại. Đứng lại. Thôi. Gì? Ôi Django, Zalo cái gì đâu rồi? Phải tao nhập thôi mà. Đừng. Zalo à? Tao không biết người. Ông ơi, thằng anh nhập ông ơi. Thằng Zed Killer bị nhập, chính nó là người bị thao túng. Tôi không giết người mà, xin tha cho tôi. Nhân cô. À, thì ra mày là thằng bị nhập, được rồi. Tao sẽ báo cảnh sát đến là bắt mày vào tù. Ôi không, lết đi. Mày có nghĩa tao bị nhập không vậy? À. Có, mày bị nhập mà, đừng có đứng qua đây đi. Cái gì vậy? Đúng rồi, mày đã bị bắt rồi. Ôi không, bị bắt rồi. Đừng bắt tao vào tù mà. Ôi không. Thả tao xuống, đi mày. Bỏ tao xuống, mày bị bắt rồi. Có kiếm nữa nè, có hả không? Thải đồ thải nhanh. Đến tao vậy? Tao không muốn vào địa ngục đâu, đừng hỏi tao. Rồi bây giờ mày đi quay đầu vào địa ngục đi, tao bắt mày. Ôi không đừng. Mấy anh ơi, em không có tội, đừng bắt em không. Ôi đừng bắt em mà. Tôi làm nhân chứng, nó có tội nha. Nó giết cái thằng Slenderman rồi đó. Nó giết gì đâu. Ôi thầy chết, thầy đang là chết rồi đúng không? Ờ. Mày này, mày nhốt nó vô đi, nhốt nó vô, thằng này nguy hiểm rồi. Đây. Đi vào đây. Vô mày. Có gì anh nhập về đâu, không ai nhập rồi đúng không, là tự nghĩ được giết đúng không? Ờ đúng rồi. Người nhập mà. Nhập. Trời. Nhóm đi người vô được. À mình nhìn ai này. Đâm này mà đi thì có vỡ mồm luôn. Không vô đâu. Đi vào. Không vô đâu. Ôi vô. Nhớ khoan. Ôi phá khoái ra. Khoan. Tôi đói quá cho tôi đồ ăn đi. Ok mở cái này ra cho ăn chưa. Mì đồ ăn. Hả ăn vô. Cho nó cái gì bẩn nhất đi. Được cho nó cái gì ngon. Cho nó cái gì bẩn nhất. Này, mày ăn tao mà, sao mày đi xe tao cất chạy? Mày giết thằng kia rồi, nghĩ tao thương mày à? Trả lại mày, phun mặt nè, phun vô mặt nè. Phun vô mặt nè. Phun vô mặt. Được. Phun cho nó đồ ăn, đóng cửa vào. Này, Lily Bender, chúng ta là bạn mà. Hãy... Đóng cửa vào rồi. Đóng lại nha, nó nói nhiều quá. Ôi không. Không. Thôi đi ra đây, ta sẽ viết báo cáo. Đi ra đây viết báo cáo. Ok. Ôi không, mình bị bắt rồi, có lẽ là mình sẽ dừng tại đây. Thì tập sau là mình sẽ cố gắng tìm cách vượt ngục và trở lại và khiến cho mọi người nghĩ mình không phải là thủ phạm. Được rồi, nếu mà thấy series của mình, like, share đồng thời lại của mình phía dưới là mình làm gì tiếp theo nha. Ok, bye mọi người.